Chào mấy bạn. Hôm nay mình với má mình tính nấu cái món thịt bò nướng rồi cái mình cuốn với bánh hỏi chiều nay đó mấy bạn. Thì lúc đầu thì tụi mình cũng chưa có định làm cái món này, nhưng mà tình cờ cái đi chợ thấy nó rẻ quá mấy bạn. Nó chỉ có 1 đồng 96 sen một pound thì chạy nhầm ra khoảng 90.000 hả? 90.000 ký. Rẻ quá cho nên thôi kệ về làm đại. Cái phần thịt bò này là giống như nó mình nhìn nó giống như là thịt nạm bên mình đó mấy bạn, để nấu phở nhưng mà mình không biết chắc lắm. Nhưng mà nó thực ra nó nằm ở giữa hai cái chân trước của con bò, giống như phần ngực của con bò vậy đó mấy bạn. Cho nên thôi để má mình ướp cục thịt cho nó thấm thấm cho có mùi chút xíu để chiều mình nướng nha. Thì cũng má mình cũng lấy nước tương xịt xịt vậy thôi chứ cũng không có gì nhiều, gia vị cũng rất là đơn giản mấy bạn. Nhà thì không ăn nước tương nhiều mà em mình nó cho nên má mình lấy ướp đây. Chai má nói to quá tao cầm còn không muốn nổi. Rồi cũng thêm tí muối rồi bột ngọt tiêu rồi thôi. Chắc chắc tụi mình sẽ ướp để khoảng 30 40 phút gì đó. Rồi cái chiều nướng thực ra ướp thì chắc nó không thấm đâu các bạn. Chắc chủ yếu là mình cuốn với nước chấm. Mà nước chấm thì mình cũng không biết là chấm với cái gì nữa các bạn. Chắc mình làm theo tùy hứng. Chắc má mình nói thôi thì cứ lấy cái nước của cái cục thịt này nó ra đó. Rồi mình phi hành tỏi với trộn với mắm nêm đó. Rồi cũng dắt thêm chanh tắc rồi đường rồi vô rồi chấm. Nếu mà bạn nào về làm ẩm thực hơn mình đó, thì có gì chia sẻ mình nha. Thôi thì má mình cũng ướp sơ sơ rồi, chắc để đây chừng 30 phút đi ha, rồi mình nướng rồi có gì mình chia sẻ tiếp nha các bạn nha. Mình hổm cũng có một đứa bạn kêu mình thấy thịt bò rẻ đó, kêu mình làm khô bò đó. Mấy bạn nào có cái recipe cái khỉ gì quên rồi ta, cách thức nấu làm khô bò có gì chia sẻ với mình nha, bữa nào mình làm. Trong lúc chờ thịt thấm với lại sửa soạn nướng, má mình rửa mấy rau không bạn. Hôm nay nhà mình hết rau rồi, rau toàn là mua không à, mà cũng mỗi cái đồng đồng mấy vậy thôi, chứ cũng nhiều, mua 3 4 loại rau đây với salad cũng cũng ăn, cố gắng là ăn cho nó giống mà chắc nó cũng không được giống lắm, thôi kệ, ăn chơi vui thôi mà. Còn má mình kêu ăn thêm, chế thêm cái trái chuối xanh này, không có trái chuối chét thì ăn cái này má mình ăn không giống lắm nhưng mà kệ, ăn ăn cho nó đỡ ngán. Rồi bà cũng kêu thêm trái thơm này mấy mấy bạn, cái thơm này giống trái thơm vườn ở dưới quê mình ha, nó không có giống, nó khác trái thơm ở Bến Lức Long An. Mình thích trái đó hơn, trái đó thì nó ngọt mà nó giòn giòn, còn trái này nhưng nó không có giòn giống vậy, nó cũng ngọt, nhiều thịt ít, con mắt nó không có lộ ra như trái trái thơm bên mình, giống trái thơm ở vườn thì phải. Má mình nướng cũng khoảng hơn 30 phút rồi, bây giờ mình lấy ra mình đậy lại, tại lúc đầu mình muốn 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 để cho nó có cái mùi một chút xíu, mà mùi khét khét một chút. Bây giờ mình đậy lại rồi mình nướng cho tới 3 tiếng nữa rồi mình lấy ra ăn. Tụi mình ăn bánh hỏi thì dùng bánh hỏi này mấy bạn. Má mình đang luộc nước nó cũng dễ lắm, chỉ cần đổ nước sôi vô khoảng 1 phút 15 giây xong cái mình đổ ra, cái mình xếp lên cái giống như má mình làm bên đây nè. Bây giờ má mình bỏ làm hành với mỡ để lên lên bánh hỏi mấy bạn, bỏ thêm tí đường, tí muối cho nó mặn mặn ha, rồi ăn cho nó có vị chút. Bây giờ ba mình phụ mình phụ má mình chứ không phải phụ mình cắt mấy miếng thịt lạng, mấy miếng thịt cho nó mỏng mỏng các bạn, để ngồi mình cuốn á, mà coi bộ cũng cắt hơi bị dày dày quá thì sợ nó bị cứng. Má mình bên đây thì má mình chắc bánh hỏi cứ cứ lấy lớp 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 cái thành giống như bánh hỏi bên mình này, cưng lớp bánh hỏi cái trét miếng hành đó, cũng giống lắm. Okay, chắc mình sửa soạn đi, má má sắp bàn rồi, đủ hết rồi phải không á? Rồi vậy thôi, hôm nay mình tụi mình chờ là coi như bánh hỏi với thịt bò mình mua, mình tụi mình làm hồi trưa tới giờ giờ nó mềm, mà nhìn thấy ngon không? Nó mềm lắm, có mỡ mỡ
ăn nói chả nước miếng luôn thấy không? Đó, ngon chưa? Chuối thì không được ngon lắm nhưng mà nó hơi cũ hay sao? Nó bị đen. Rồi ba má làm trước đi, làm dày cuốn đi rồi có cảm giác làm sao? Cho nó đẹp đẹp. Tụi mình nước chấm thì mình cũng làm kiểu giống như mấy cái video kia các bạn. Mình cũng lấy mắm nêm rồi mình lấy cái nước trong cái cục thịt nó chảy ra đó. Cái mình quậy, mình thêm tắc thêm khóm thôi chứ cũng gì. Làm sao? Thấy được không? Mềm không? Vừa ăn không? Được hả? Má làm cuốn coi má. Bánh hỏi chứ chưa cuốn gì kìa. Rồi ăn bánh hỏi trước hả? Đâu ăn thử coi. Lẹ lên đang biết làm sao không? Con thèm chảy nước miếng rồi. Chờ hoài. nghe mùi thèm quá trời luôn nè. Đứng mà chép nuốt. Cũng được hả? Chuối sống thì được nhưng mà tại mình mua hôm nay nó đâu có tươi như chuối bên mình. Phải được một bữa mà mình mới vừa quá. Vừa mua về ha. Mới vừa mua về chắc ngon hơn. Ngon. Ngon hả? Ngon quá. nước chấm dừa ăn không? Dừa. Trời ơi. Ngon quá. Đâu để con gấp cho con miếng thịt nào có mỡ mỡ đi. Con bóc thử coi. Dì á. Miếng nào ngon ngon mỡ mỡ nha. Ừ. Vậy thì. Ủa, cái đó quá mỡ. Vậy là mời các bạn luôn đi. Mời. Trong miếng. Đi. Nhiều quá. Rồi. Ngon nè. Mềm thấm quá trời luôn. Mời các bạn ăn chung với mình đi. Mời mấy bạn ăn nha. Mình ăn hơi bị ngốn chút xíu nha. Ok, vậy để mình bây giờ mình qua mình ngồi làm thử một cái coi. Thử một cái coi nó sao. Nghe nãy giờ chảy nước miếng quá. Điện thoại quay làm hư hình ảnh mình hết trơn. Nhìn sao cái má mình nó nọng ra như là cái cục thịt bò hồi nãy vậy trời. Chắc tại là máy này phải mua máy khác rồi. Rau đủ gói là ăn ngon dữ. Tưởng không đủ rau mà rau cũng đẹp quá trời. Má cuốn một nguyên cái bánh hỏi luôn hay là sao? Ăn cái này có nhiều rau ngon ha. Mà tiếc cái là bây giờ mùa này là mùa đông cho nên cũng không được nhiều rau lắm mà ngon vẫn còn ngon, cuối cùng nó cũng ngon các bạn. Nhìn vậy chứ ngon ghê luôn á, cái thịt rồi rau rồi chấm nước chấm rồi rất là ngon. Mấy bạn có cần công thức này thì nói cho mình chia sẻ nha. Nó đùa chơi chứ kêu mình nấu lại một lần như vậy chắc mình cũng không biết nào nấu đâu nha. Cái này là kêu bằng ngẫu hứng thì nấu. Mấy bạn chia sẻ với mình đi, có gì món gì hay kêu mình nấu mình quay lên anh em mình coi chơi ha. Rồi ba mình kêu mình thử cuốn với chuối mà mình sợ đắng rồi. Chắc để cuốn xào đi ha. Ồ, cái miếng này ngon nè. Đó, miếng này nè, thịt có mỡ mỡ, béo. Ngon ghê luôn. Ồ, cái miếng này hết sảy. Vừa ha, hơi dài chút xíu nhưng mà kệ nó ăn vậy đỡ tốn bánh tráng mà. Thử nha. Dừa ngon ha. Dừa ăn được. Thích thì dừa ăn rồi. Nhìn kiểu ăn của mình giống như là đói bụng từ sáng vậy các bạn. Được mất. Ngon không? Tụi mình làm cái món này mà không biết kêu bằng cái món gì. Kệ nó, nướng rồi cái cuốn vậy thôi. Mấy bạn nào rành về ẩm thực hơn mình hay là dạy mình ăn với cái gì chấm rau thế nào trình bày sao nha. Mình đụng gì ăn đấy. Ok thì thôi để tụi mình tiếp tục ăn nha.
hẹn gặp lại lần sau. Nếu mấy bạn có thích hay là có ý kiến gì về cái video của mình, hay là muốn tụi mình làm cái gì cho mấy bạn coi, chia sẻ chơi cho vui, thì có gì nhắn tin với mình nha.